đây nha mọi người. Ơ anh Sang ơi, anh có quay giờ phone không anh Sang? Dạ không, em thấy nó dừng nên em mới bảo anh. Thế em tốt bụng không? Đây em còn đang ngồi cả ngày đây. Cả ngày đông ra, tận trưa mới tới. Ừ thì ngồi từ trưa đến bây giờ ấy, con đừng ngủ nghỉ tí nào đâu má. Ngủ gì má, sáng nay tôi dậy sớm mà, tôi ăn sáng rồi tôi còn uống thuốc giảm cân mà. Yên nó bắt uống trước 10 giờ ấy, nhưng mà ăn xong nửa tiếng xong mới được uống nên là tôi phải dậy sớm. Ok mọi người. Chắc còn gì. Ok heo mọi người. Mình sẽ tô hết nha mọi người. Ok mọi người. Và mình sẽ tô hết như này nha. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người.
Ok nha mọi người. Mình sẽ tô màu như thế này nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt nha mọi người ơi. Mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ok nha mọi người. Và mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh của mình nha. Ok nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nha. Bye bye. À, hẹn gặp lại. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ cùng mọi người tô màu cho một sinh vật gai góc kỳ lạ nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho sinh vật gai góc kỳ lạ này, nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. Mình sẽ bắt đầu luôn nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ lấy màu xanh này tô vào đây đi. Tiếp theo là màu này nha mọi người ơi. Và màu hồng nha. Tiếp theo bên ngoài là màu xanh nước biển nha mọi người. Rồi luôn.
Ok nha mọi người. Thì sẽ tối nha mọi người. Mình sẽ như này nha. Ok mọi người. Ok chú em. Anh sẽ cứu chú bố đúng không? Ok mọi người. Ok nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ok nha. Chuẩn bị. Chiến đấu. Tôi còn một xong. Ok mọi người.
Ok mọi người, mình sẽ tô nốt như thế này nha. Gọi cho chồng. Ok nha mọi người ơi. Ok nha mọi người. Rồi cuối cùng cũng thích nhau, biết ngay mà. Xem đang có cái kết luôn rồi. Nhớ đâu cái kết nó khác thì Thực ra sao? là cả hai đứa chơi được chết thôi thì tôi kiếm chết. Ồ, sao biết vậy? Kết phim này đúng là như vậy. Phim này là chơi được chết hoặc là cùng lắm đám cưới là kết thúc rồi. Không phải xa đâu mà. Ôi, thằng này ghen nhìn đáng yêu ấy. Kiểu thằng này biết là trước sau gì thằng này nó cũng sẽ chết ấy, nên là muốn tác hợp con này cho thằng khác. Nhưng mà nhìn thằng này đi với thằng khác, à nhìn con này đi với thằng khác thì thằng này nó lại ghen. Đáng yêu phết đây. Và đây là ok, mọi người xem bức tranh của mình nha. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, Biến đi. hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau. Bye bye, hẹn gặp lại nha. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về hai viên thuốc. Viên thuốc gì đấy? Viên thuốc hồi trinh. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu nha. Biết viên thuốc của Phạm Thoại không? Ừ. Đấy, mình đang sơn từng con sen một lên màu đỏ nha mọi người. Đây nha mọi người. Anh chơi cả tối anh không chán à anh Đức? Em cũng thấy thắc mắc, em chơi vài game em đã chán ngấy rồi. Em chơi toàn thua, áo vách trong mình thì rõ xanh. Xong chơi ghép với bọn chơi toàn thua. À, ông thì không hả? Ha, Em ha. quen rồi. Chơi cả đêm đến sáng. Chỗ nào? Chỗ anh chưa được anh Thật. Nó chơi cái cả này đêm là ấy công anh. việc, cái này là công việc chứ không phải ở đây tập trung sáng. Đúng rồi anh. Ha, Công ha, việc ha, ha. em chơi game là để ra tiền chứ không phải là chơi game ra tiền.
thầy em ơi. Đây nha mọi người. Cứu thầy em ơi. Cứu thầy cho bố ơi. Đừng cứu con Mận Nhi làm gì. Tô màu. Mày núp đấy làm gì. Thầy sắp chết rồi em ơi. Bao nhiêu cái à? 50. Bao nhiêu? 50. Về được chưa? 49 thôi đã chưa 50. À. Má, tao ghi thằng số 4 nha mày. Tao ghi mày nha. Bỏ số 4 rồi, tao cố cáo mày. Mày nhớ là thầy ghét đúng rồi. Thầy ghi thiếu chuẩn mực AK xác nhận. Đó. Chị. Không cần biết mày làm sai cái gì không. Tao bắt được tao mày. Nè, mày ra của đấy cứu tao là tao bắn hết mày. Ok em mọi người. Tối ra mấy cậu cầm một thom, thom và Saka để bắn ai. Mình cầm hai của mấy bắn được ai. Trời. Đấy, ba thằng túi kia vào một mày dùng xin cho tao thôi. Các người cùng lắm phải nhận cái nhiệm vụ đi. Xong xin ba thằng. Mẹ lên. Hồi dỗi. Đây là một mà mày hồi xin ba thằng một lúc. Phải nốt cái nữa. Ừ. Cái này với cái nữa. Nhà em còn chưa đi tắm. Anh tắm lâu vãi luôn. Thế làm gì có nước để tắm. Đi. Okay. Đi vệ sinh thôi. Tắm gội đầu. Anh đi, anh để hết cướp thì anh đứng dậy đi. Chứ làm gì đi đến 20 phút. Hết xong rồi mà. Để hết cướp xong đứng dậy tắm luôn. Để còn dành thời gian để nước cho em tắm nữa chứ. Ok nha mọi người. Anh sao em cứ công chiếu mấy cái này nhá. Mấy cái bản quyền ấy. Được 3 tập rồi, tập này nữa thì là thứ tư. Để lại để cắt. 3 tập thôi. Cuối cùng cũng yêu nhau. Tao đợi từ đầu phim đến giờ rồi. Ok, đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu nha. Được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha. Ba cái tập cuối là xong. Cho tao đóng tập nhanh mẹ luôn. Đấy đấy. Ước gì đây là mình. Cái gì? Hả? Cái gì? Em lấy anh đấy. Đúng mà. Hôm sau làm gì nữa? Hết cứu thân anh. Chịu ơi. Đúng rồi trời. Ồ hết rồi à. Quên mất. Thứ hai tuần sau nó mới ra tập mới ạ. Thế là hết 10 tập trong vòng 2 ngày. Tập sau là về nhà. Bỏ phim này mấy tập vậy? Hết rồi. Phim này chuyển thể từ chuyện ra mà. Hết rồi. No. Nói chỉ đến đoạn đấy là kết phim. Họ còn tập họ chưa cưới nhau nữa cơ mà. Địch sau lưng á. Winner thì kệ. Mày chơi một người, ta sẽ chơi một lai. Ok nha mọi người. Nó bây giờ đi tắm.
Ok nha. Ham luôn. Ok mọi người. Mình sẽ tô hết như thế này nha mọi người. Ok, mình sẽ tô hết vào đây nha. Ok, mình chuẩn bị tô màu xong nha. Ok nha mọi người. Ôi trời ơi. Ok nha mọi người sắp tô màu xong rồi nha. Ok, ta nhị không cho mày chơi. Đây, anh đợi em tí em đăng nhập ạ. Ok nha mọi người. Công đoạn này mất 30 giây. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nha. Bye bye.